Chúc mừng. Yo. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng tiểu thơ Hồng Lam. Chúc mừng tiểu thơ Hồng Lam sắp được lên chức. Chúc mừng bầu bí đơ qua kết trái. Đơ qua kết trái nghe sến muốn chết. Sến cái gì mà sến? Bộ bà không thấy hình ảnh đó nó đẹp lắm sao? Không lẽ bà muốn so sánh hình ảnh bà bầu xấu xí giống như cốc chữa bà mới chịu hả? Ôi, nói chuyện nghe thật khủng khiếp. Bà Mỹ Hồng nói chính xác. Bầu thì bầu, nhưng mà lúc nào mình cũng phải năng động và xinh đẹp giống như tôi vậy nè. Dạ tôi biết rồi, bà rất là xinh đẹp, rất đẹp. Sao tự nhiên buồn bất chợt vậy? Chẳng lẽ bà với ông Kiên không muốn có con hả? Tụi tôi tất nhiên là mong rồi. Nhưng mà... Ê, nè nè, bà đừng có nói với tôi á là đứa bé đó không phải con của bà với ông Kiên nha. Cái gì? Bộ mấy bà bị điên hả? Không phải con ông Kiên, không lẽ là con của Thầy Thiên? Ê, nói nghe nè, chuyện này quan trọng lắm, mấy bà đừng có giỡn. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Cái bà này, nè, nếu mà là con của ông Kiên á, thì mắc mớ gì bà phải buồn. Đúng rồi đó. Tôi với anh Kiên lúc nào cũng muốn có con, tôi nói thật. Nhưng mà tôi không thể nào chịu được những cái kiểu mà bế quan tỏa cản. Là sao? Có nghĩa là sau khi biết là tôi có thai, bà mẹ chồng tôi qua nhà bắt tôi ngồi yên một chỗ, không được làm một chuyện gì hết, thậm chí không được tới công ty nữa. Hả? Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Chưa hết đâu, mới hồi nãy ba mẹ chồng tôi qua nhà, xong rồi nhìn tôi rồi nói muốn là vợ chồng tôi phải chuyển qua nhà ba mẹ để ba mẹ tiện chăm sóc. May mà tôi đã dùng cái này để giả bộ là có cuộc điện thoại của bà Hồng. Sau đó tôi xạo là có một công chuyện rất là gấp, cho nên là bây giờ tôi mới chuồn đi được đó. Vậy bây giờ bà tính sao? Không lẽ lấy cớ tránh mặt hoài? Tôi giờ cũng không biết là phải tính như thế nào nữa. Ra là vậy, làm tôi tưởng bà có chuyện khó xử chứ.